Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Khu đô thị mới Cầu Giấy vẫn là một trong những khu đô thị trong nội đô có nhiều cao ốc bậc nhất, nơi tập trung nhiều trụ sở của các tập đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước, và vẫn đang ngày càng hoàn thiện bộ mặt đô thị với nhiều dự án đã và đang triển khai để lấp đầy các cái khoảng trống còn lại. Tuy vậy thì trong nhiều video trước của Hà Nội 24 giờ về khu đô thị này, có nhiều comment đồng quan điểm rằng cảm thấy hơi tiếc cho Hà Nội và khu đô thị Cầu Giấy vì còn nhiều các doanh nghiệp ôm đất vàng đắc địa để rồi bỏ hoang nhiều năm, hay việc đặt các cái tòa nhà tái định cư ở khu vực này mà đến giờ vẫn còn phát sinh nhiều những cái bất cập và làm xấu đi cái bộ mặt đô thị của thành phố. Còn trong video ngày hôm nay, mình cập nhật tiếp cho quý vị và các bạn về công tác hoàn thiện các cái mặt dựng và khuôn viên của một trong những tòa nhà có quy mô và chiều cao khá lớn ở khu đô thị mới Cầu Giấy. Đó là dự án tháp Vinacomin của Tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam. Dự án từng có thời điểm bị trì trệ, tưởng chừng suýt trở thành một bộ xương siêu to khổng lồ tiếp theo ở khu vực này. Tòa tháp này cũng có chiều cao nổi bật trong khu vực với quy mô 35 tầng nổi, 2 tầng kỹ thuật và 3 tầng hầm. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 3.700 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành từ năm 2018. Tuy nhiên thì như các bạn đã biết thì dự án từng dừng thi công trong thời gian dài khi vừa mới cất nóc và xây dựng xong cái phần thô. Dự án tháp Vinacomin được xây dựng với chức năng là văn phòng hạng A, trở thành nơi làm việc của tập đoàn và các công ty thành viên. Diện tích văn phòng còn lại là để cho thuê. Ở quanh đây thì các tập đoàn lớn đều đã xây dựng các cái tòa nhà văn phòng hoành tráng và mang nhiều những cái dấu ấn của riêng mình. Tòa nhà được thiết kế với một số mặt là phun kính lowy chạm sàn. Các mặt còn lại đang được thi công hệ panel nhôm trang trí. Tháp Vinacomin nằm trên trục đường Dương Đình Nghệ ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy. Vị trí nằm ngay khu vực điểm kết nối giữa quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm. Tuy nhiên thì đường Dương Đình Nghệ vẫn đang là cái con đường cụt và đang chờ kết nối với đường Cầu Giấy trong dự án hoàn thiện tuyến đường vành đai 2.5 của Hà Nội. Dự án tháp Vinacomin được xây dựng trên ô đất có diện tích trên 3.300 m² với tổng diện tích sàn khoảng trên 100.000 m² cho tầng nổi, tương đương với mỗi sàn rộng khoảng gần 3.000 m². Nên đây sẽ là cái nguồn cung văn phòng khá lớn khi dự án được hoàn thành. Có điều hiện tại mình cũng chưa rõ rằng khi nào cái tòa tháp văn phòng này được đưa vào vận hành, vì còn phụ thuộc vào các công tác cơ điện và những cái hạng mục hoàn thiện ở bên trong. Ở góc máy này, quý vị có thể thấy là khu đô thị mới Cầu Giấy hiện tại vẫn còn nhiều ô đất dự án chắc chắn là đã có chủ nhưng chưa có dự án đầu tư. Một thời gian dài trước đây, các ô đất này bị chiếm dụng vô tội vạ để trở thành các gara ô tô, sân bóng, thậm chí là nơi đổ phế thải. Nhưng mà những năm gần đây thì các ban ngành ở Hà Nội đã ra quân chấn chỉnh, dọn dẹp các cái ô đất trống nên hiện tại khu vực này nó đỡ nhếch nhác hơn rất là nhiều rồi. Nhưng rõ ràng Hà Nội vẫn đang loay hoay và gặp khó khăn trong công tác xử lý và thu hồi những cái dự án chậm tiến độ, bỏ hoang nhiều năm khi các doanh nghiệp ôm đất vàng vì nhiều lý do mà chưa thể triển khai dự án. Điều này vừa lãng phí quỹ đất, vừa bỏ lỡ nhiều những cái cơ hội đầu tư lớn. Có thể xảy ra cái trường hợp tìm cách thay đổi mục đích sử dụng đất, gây áp lực lên hạ tầng đô thị trong tương lai. Dự án tháp Vinacomin được xây dựng với chức năng là văn phòng hạng A. Các bạn cũng thấy rõ là các cái mặt dựng của dự án ở nhiều góc máy rồi. Không rõ là sau khi hoàn thành thì thế nào, nhưng cá nhân mình thích nó phun kính ở tất cả các mặt dựng hơn, giống như mặt dựng ở phía đông và phía nam hiện tại, vì nhìn nó đẹp, nó sang và cái màu kính khá nổi bật trong khu vực. Hiện tại thì các mặt dựng ở phía tây và phía bắc chỉ có các cái ô cửa là kính thôi, còn lại là toàn bộ phần xây dựng được lắp đặt panel trang trí bao che. Ở góc nhìn này thì quý vị có thể thấy mật độ cao ốc ở Cầu Giấy vẫn thua xa khu Thanh Xuân ở phía xa kia. Tháp Vinacomin sẽ trở thành nơi làm việc của Tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam và các công ty thành viên,
và một phần diện tích văn phòng còn lại để cho thuê. Ít ra thì dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chứ không phải là bị bỏ dang dở như một số dự án bỏ hoang khác ở gần đó. Về tương lai của khu vực khu đô thị mới Cầu Giấy này sẽ có thêm nhiều những cái khối nhà cao tầng, phần lớn là trụ sở doanh nghiệp, tòa nhà văn phòng, và bộ mặt đô thị sẽ còn thay đổi nhiều. Các bạn có ý kiến đóng góp cho các cái nội dung trong video xin hãy comment ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình là Biển của Hà Nội 24 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video sau.